Trời, mã xương trắng mình nhìn xa xa kìa, có hai người dân làng đang yêu thương lẫn nhau kìa, dễ thương ghê luôn á mày. Đâu, có thấy gì đâu. Đó, mày nhìn đi kìa. Ủa, đây là ca hành động yêu thương mà mày nói với tao á hả? Ờ, đúng rồi. Ờ, vậy tao cũng muốn làm hành động yêu thương đó với mày nữa. Ê, đừng có chạy vậy. Trời, mày nói mày là dân chơi vậy mày có biết bít bóp không? Bít bóp bằng miệng á. Trời, tất nhiên là biết rồi, nhưng mà tao chỉ làm một lần duy nhất cho mày xem thôi nha. Làm nha. Trời ơi, cái quân đùi gì đây? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Trời ơi, tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, thầy ra ngoài không chịu đeo khẩu trang, mai mốt thầy bị con corona nó nhập á. Em yên tâm đi, thầy khỏe như vậy làm sao có con corona nào dám nhập vô thầy hả? Đây, thầy có quà tặng cho em đây. Wow, lần này thầy về mua quà cho mình luôn. Cảm ơn thầy nha. Ủa sao em không chịu đeo khẩu trang đi? Em mới vừa nói thầy không đeo khẩu trang mà. À, khẩu trang của mình đâu? Trời ơi, em nói rồi, em không nghe. Hên quá tụi bay ơi, nãy tao chạy xuống dưới là bị hốc đầu luôn rồi. Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, chiếc xe cấp cứu chở thầy Herocry đã tông phải một chiếc xe tải đang chở hóa chất. Và bây giờ hóa chất độc hại đang thoát ra bên ngoài. Những ai không may hít phải hóa chất này thì đều trở thành zombie. Và như thế, hóa chất đã phát tán trong không khí vào sâu trong làng, khiến rất nhiều người trở thành zombie.